Hi, xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ unbox cái Huawei Reverse 4 của Huawei. Thì mình sẽ unbox xong và mình sẽ test thử với hai cái sản phẩm. Một cái là của Huawei và một cái của Asus, xem là kết nối của hai thương hiệu khác nhau thì cái sản phẩm này có kết nối với nhau hay không. Thì cái Huawei Reverse 4 này nó sẽ có hai màu. Một là cái màu trắng ceramic white, và màu này là màu silver rose, màu bạc. Thì sản phẩm á, theo thông tin khuyến mãi á, thì cái Huawei này sẽ được tặng kèm cái key Huawei Key luôn, chính hãng. Nếu như mua ở Cellphone S á, là sẽ được tặng cái key đó, hoặc là phiếu mua hàng 300 ngàn, hoặc là cái loa Bluetooth CM510 của Huawei luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp cái Huawei này nha. Thì cái tai nghe này là không có hỗ trợ wireless sạc nha, không có hỗ trợ sạc Bluetooth, chỉ hỗ trợ sạc dây thôi. Và cái cổng sạc nó là cổng sạc USB Type-C. Đây, nhân vật chính của chúng ta đây. Rồi mình để hộp đây đi. Được tặng một sợi cáp Type-C. Một cái tem email, ôi tem series. Và cái họ sách hướng dẫn sử dụng. Rồi bây giờ mình sẽ unbox cái sản phẩm ra. Rồi bây giờ mình sẽ kết nối thử nha. Để mình mở Bluetooth lên. Bluetooth. Rồi, hai thiết bị đã được được mở Bluetooth hết rồi. Giờ mình sẽ unbox cái hộp nha. Cái này nó không có hiển thị lên giống như AirPods. Đây, hai thiết bị đều sẽ thấy cái Reverse 4. Giờ mình sẽ chọn cái Huawei nè. Cho phép truy cập ghép nối.
Rồi mình sẽ thử ghép nối với cái B rock phone của mình. Rock phone. Kết nối luôn. Cho phép là nó sẽ hỏi cái thiết bị trước đã kết nối với cái tai nghe này xem là có đồng ý hay không thì mới kết nối được. Ghép nối. Rồi thì cái tai nghe này nó sẽ ghép nối được với hai thiết bị cùng một lúc là cái B40 Pro và cái ROG Phone nè. Đó, khi mình nhấn vào cái trên điện thoại sẽ có một thiết bị điều khiển thôi nha, là điều khiển bên ROG Phone hoặc là bên bên cái B40. Rồi bây giờ mình sẽ tháo ra mình test thử cái tai nghe này nha. Để mình cài cái app quản lý cái thiết bị này của Huawei vào cái nha. Khi mà mình ghép nối thành công rồi đó thì mình bật lên thì nó sẽ hiện lên thông tin của cái tai, thông tin pin đó, của cái tai nghe. Rồi sau khi mình test cái Huawei Rebus 4 này với cái B30 Pro và với cái B40 Pro á, thì khi mình bật cái nắp này lên nè thì cả hai thiết bị nó đều hiện lên. Rồi mình sẽ chọn kết nối với cái B30 Pro đi. Rồi khi kết nối xong thì nó sẽ hiện lên cái thông tin pin, thì cái bên đây nó sẽ tắt đi. Rồi bây giờ mình sẽ thử đóng và mình mở ra lại thì nó hiển thị lên thông tin pin và cái thiết lập cài đặt, cập nhật phần mềm hoặc là cập nhật phần mềm cho cái Rebus 4 này hoặc là tự động cập nhật. Mình chọn cập nhật phần mềm điều khiển đi. Phiên bản sử dụng là phiên bản mới nhất rồi, mình bỏ qua. Rồi bây giờ mình sẽ thử hủy kết nối với con B30 nè. Thử hủy kết nối nha, bỏ ghép cặp nè. Tắt cái này luôn. Rồi, mình bật lên thử coi cái thằng B40 này nó có nhận hay không nha. Do đó nó đã nhận kết nối một lần rồi, mình muốn kết nối lại á, thì mình phải nhấn cái nút nút bên đây nè để cho nó hiện cái đèn trắng lên. Rồi, khi nhấn cái nút này thì bên cái thằng B40 này nó sẽ hiện lên cái màn hình là hỏi có kết nối hay không. Giờ mình tắt nè, mình bật lại. Thì nó không có hiện. Để mình thử thằng B30 lại nha. Rồi, gập nắp lại, mở nắp ra thì cả hai thiết bị nó đều mở. Rồi giờ mình tắt Bluetooth của thằng này đi, mình dặn lại. Rồi mình mở ra, B40 Pro nó cũng hiển thị lên nè. Rồi kết nối, cái này nó có cho hiển thị kết nối với hai thiết bị cùng lúc. Thiết lập, tự động cập nhật nè, thông tin thiết bị nè, số series. Số series là số series
là 5973. Đây. 5952 GX. Đây, 52. 5973. Bây giờ mình sẽ thử điều khiển nhạc đồ với cái tai nghe này nha. Rồi, bây giờ sẽ mở sách hướng dẫn ra. Scan cái QR code và cài cái ứng dụng này vô. Cái camera của thằng này nó không có quét được hay sao ta? Thôi để mình mở Zalo mình scan đi. AI Live tải xuống từ app cài đặt. Cái này nó AI Play, mình sẽ xài thử ở trên Play Store nha. AI Play. Có luôn. Có thể cài được từ trên CH Play, Play Store. Rồi, mình đã cài thành công. Rồi, nó hỏi mình có đồng ý hay không, đồng ý. Cho phép khi sử dụng. Đã kết nối với Huawei Reverse 4. Bật cập nhật tự động. Hãy. Khi mình nhấn vô, nó sẽ cập nhật một cái chương trình gì đấy. Tải xuống và cài đặt. Khi cập nhật cả hai tai nghe phải đặt ở trong hộp. Có thể đóng hoặc mở hộp. Thử lại. Đặt cả hai tai nghe vào hộp trước khi bạn cập nhật. Rồi, đặt tai nghe vô. Rồi, nhấn thử lại. Đang chờ tải xuống, đang tải xuống. Kết nối. Ok. Cập nhật. Tải xuống và cài đặt. Rồi, khi mình chạy thì mình nên mở cái nắp ra để cho thiết bị nó nhận diện được cái tai nghe nha. Khi mà cập nhật phần mềm á thì nó có báo là phần mềm mới này nó sẽ có cài những cái gì.
Một là tối ưu hóa trải nghiệm âm thanh là cải thiện độ chính xác của chức năng phát hiện thiết bị đeo, cải thiện độ ổn định của kết nối. Lưu ý đảm bảo mức pin của cả hai bên tai nghe và hộp sạc là trên 20% lúc cập nhật. Trước khi bắt đầu cập nhật thành công, đóng hộp sau đó mở lại và để sử dụng tai nghe. Đóng hộp, mở hộp. Rồi thì nó có cái pin, khi đóng mở hộp thì sẽ có cái pin. Mình sẽ không bật khử tiếng ồn nha, tại vì khử tiếng ồn là sẽ hao pin. Cử chỉ này, cử chỉ nhấp chạm đứt, khi chạm đứt là trả lời hoặc kết thúc cuộc gọi nè. Tai nghe chạm đứt, chạm đứt ở tai nghe bên trái. Không, mình tắt tai nghe bên trái đi, mình chọn tai nghe bên phải nha. Tạm dừng hoặc phát bài hát tiếp theo. Phát, chạm đứt, nhấn 2 lần. Nhấn và giữ, nhấn và giữ để từ chối cuộc gọi, nhấn giữ để bật tắt khử tiếng ồn. Nhấn và giữ khi có cuộc gọi á, là sẽ từ chối cuộc gọi, còn nhấn và giữ ở chế độ bình thường á, là sẽ bật chế độ khử tiếng ồn. Vuốt, vuốt lên vuốt xuống sẽ điều chỉnh âm lượng. Chất lượng âm thanh HD, hiệu ứng EQ, tăng âm trầm, tăng âm bổng. Mình để mặc định nha. Tăng cường giọng nói, mặc định cuộc gọi hoặc là phương tiện. Tìm hiểu cử chỉ, thử ngay. Rút cái tai nghe ra, tiếp theo đeo cả hai lên tai. Nút tai nghe bên trái chưa kết nối là nó phải hiện là mình đeo vô tai rồi nó mới phát hiện ra được. Tiếp tục rồi nhấn nhấn chạm đứt, giữ cùng vị trí. Điều chỉnh âm lượng nè, vuốt nè, vuốt vuốt. Bật khử tiếng ồn, nhấn và giữ thân một bên tai nghe cho đến khi bạn thấy âm báo.
Khi mà bạn nhấn giữ thì nó sẽ báo là noise cancellation on, có nghĩa là chế độ khử tiếng ồn đã được bật. Rồi bây giờ mình sẽ nhấn để tắt. Khi bạn nhấn tắt thì mình nhấn giữ thì nó sẽ báo là noise cancellation off. Rồi tiếp theo là bạn đã tìm hiểu xong chưa, hướng dẫn chưa hoàn tất? Ok, để mình mở nhạc nha. Mình điều chỉnh cái âm lượng nó không được. Bây giờ mình sẽ thử tính năng là bật tắt cuộc gọi nha. Nhấn 2 lần để trả lời cuộc gọi và nhấn giữ để tắt, để mình thử nhấn giữ nha. Khi có cuộc gọi nhấn giữ là sẽ tắt. Còn khi mà không có cuộc gọi nhấn giữ là sẽ bật chế độ noise, khử tiếng ồn. Chế độ mà vuốt lên để tăng giảm âm lượng thì mình thấy nó không có hoạt động nữa. MP3 thử nha. MP3 cho phép. Chưa từng. Tap 2 lần để dừng nhạc. Mọi người phải
chạm nhanh nó mới ăn nha, còn chạm từ từ là không được nha. Sao nó không có bật chế độ mà tăng giảm âm lượng ta? Để mình tìm hiểu cái chỗ mà chỗ tăng giảm âm lượng nha. Rồi. Cái tăng giảm âm lượng á thì mình tăng giảm âm lượng là tăng giảm âm lượng của cái tai nghe này. Có nghĩa là mình bật âm lượng ở đây là maximum thì mình giảm âm lượng của tai nghe này là cái nguồn phát, là mình không có tăng giảm được cái nguồn phát mà mình chỉ tăng giảm âm lượng của cái tai nghe thôi. Giờ mình vuốt xuống, cái âm lượng của này là không đổi nha, chỉ là âm lượng của tai nghe này nó đổi thôi. Bây giờ mình vuốt lên thì âm lượng của tai nghe này nó sẽ tăng lên. Thì khi mình vuốt xuống mà cái tai nghe nó hết âm lượng á, xuống tới minimum á, thì nó sẽ kêu tít tít tút tút, chứ không phải là tăng giảm âm lượng. Cái này là tăng giảm âm lượng ở trên chỗ cái thiết bị này. Rồi, chế độ khử tiếng ồn á, thì khi mình bật khử tiếng ồn á thì mình có cảm giác như là giống như là cái tai bạn mà bị nước vô á, nó có cảm giác ù ù giống như đó. Khi bạn tắt cái khử tiếng ồn đi thì bạn sẽ nghe được âm thanh ở bên ngoài. Bật chế độ khử tiếng ồn á là cái tai mình cảm giác như là mình bị ù tai đó, nó cảm giác nó hơi hơi khó chịu, mình chưa quen á. Thì khi mà muốn điều khiển được cái tai nghe này á thì bạn phải chạm vào hai cái cảm biến này. Có nghĩa là cái cảm biến này nó nhận biết là bạn đang đeo ở trên tai á thì nó mới hoạt động. Còn ví dụ như không không có nhận dạng được, nó không nhận dạng được là bạn đang đeo thiết bị á thì nó sẽ không có hoạt động nha. Rồi khi đeo tai nghe vô, nó phát hiện là có đeo tai nghe thì nó mới phát âm thanh qua bên tai nghe. Còn không á, khi mình buông ra á, là nó sẽ phát âm thanh ra cái loa của điện thoại. Rồi mình đeo tai nghe vô. Rồi khi đeo tai nghe vô thì âm thanh nó ở đây nó sẽ tự âm thanh ở loa nó sẽ tự ngắt. Rồi mình nhấn chạm hai lần để mình tắt video, mình nhấn hai lần để mình mở video lại. Rồi mình buông ra thì cái âm thanh, cái video nó sẽ ngưng. Rồi mình đeo lại nè, đeo lại thì video nó tự phát. Rồi nhấn hai lần để dừng và nhấn hai lần để bật lên. Rồi cái này là tăng giảm âm lượng này là tăng giảm âm lượng của tai nghe này chứ không phải là tăng giảm âm lượng của cái này nha. Nên nãy giờ mình nghĩ là nó tăng giảm âm lượng của cái này, nên mình cứ tìm là tại sao mình tăng ở đây mà ở đây nó không tăng, không có hiện lên cái mục tăng giảm âm lượng. Thì nó chỉ tăng giảm âm lượng của cái tai nghe này thôi chứ không có tăng giảm âm lượng của thiết bị. Thiết bị là cái nguồn, còn cái tai nghe là cái đầu ra. Nó không tăng giảm cái âm lượng của cái nguồn mà nó chỉ tăng giảm âm lượng cái đầu ra thôi. Mình vuốt lên vậy. Khi mà tăng maximum á thì nó sẽ kêu cái tít tít. Cái nghĩa là mình đã chỉnh hết mức độ rồi. Thì đối với những cái tai nghe Bluetooth á, bạn nhấn nút mà tăng âm lượng hết volume á, mà loại mà
cái nút âm lượng nhấn giữ để tăng lên một một lần á, không có nhấn cạch 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 nhiều lần. Thì khi mà bạn nhấn giữ lên hết mức á thì nó kêu tút 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 tút, có nghĩa là mình đã tăng hết rồi. Thì cái thiết bị này nó cũng vậy, cũng giống vậy. Rồi, đây là cái tính năng mà mình thấy nó cũng hay hay nè. Tính năng tìm tai nghe nha. Tìm tai nghe. Ví dụ như bạn có hai cái tai nghe nhưng mà bị rớt một cái đâu đó ở trong nhà. Rồi, mình để đây nha. Rồi. Cái nắp của bạn thì ở ở đâu đó ở đây đi. Mình để ở bên cạnh nha. Rồi. Bây giờ mình sẽ tìm tai nghe. Thì mình nhấn là cái tai nghe ở bên bên trái là đã kết nối với cái cục này. Là nó sẽ không có hiện lên nha. Rồi, mình sẽ tìm cái tai nghe ở bên phải nè. Khi mình tắt cái này đi thì nó không có hiện lên nữa. Giờ mình không biết mọi người có nghe không? Âm thanh nó kêu vậy nè. Đó. Nó kêu tin 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 đó. Rồi, khi mình tìm được cái tai nghe rồi thì mình sẽ nhấn dừng âm thanh. Rồi. Đây mình quay cận ra nha. Rồi, phát âm thanh nè. Phát. Đó. Đó. Cái tai nghe nó sẽ phát âm thanh. Rồi khi mình tìm được tai nghe rồi á thì mình sẽ nhấn dừng. Rồi, để kiểm tra pin á thì mình coi thử rồi mở nắp lên. Khi mà rút hai tai nghe rồi ra rồi á thì mở cái nắp này lên, nó không có hiện cái thông tin pin lên nha. Mở nắp ra. Khi mà hai cái tai nghe ở trong cái hộp thì mình mở nắp nó mới hiện lên cái bảng thông tin pin. Còn nếu như mình mở ra một cái đi. Rồi, một cái mình đeo lên tai nha. Một cái chạm vô cái cảm biến nghĩa là mình đang đeo lên tai đó. Rồi, mở nắp ra thử nha. Khi mà mình tháo ra một cái ra mình mở nắp thì nó không có hiện nha, nó không có hiện thông tin pin, không có hiện thông tin pin giống như là bên iPhone. iPhone thì mình mở nắp lúc nào nó cũng hiện lên hết, còn này là nó không có hiện. Trung tâm kết nối thiết bị ưu tiên, thiết bị ưu tiên không quay về vấn đề tự động, để cho nó tự động đi. Thông tin pin mình có thể vô trong cái áo này mình coi. Đó thì cái màn hình này nó chỉ hiện lên khi mà mình để hai tai nghe, còn khi mà để một một tai nghe trong này thì nó cũng không hiện nữa nha. Đó, nó cũng rất là ngại nghe đây. Rồi, clip của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi clip của mình, và cũng như là đã xem qua cái clip này thì mình cảm ơn. Rồi nếu như mọi người có thắc mắc về sản phẩm á, hoặc là có muốn mua thiết bị á, thì comment ở bên dưới mình sẽ hướng dẫn chỗ mua nha.
mình chỉ chỗ mua. Thì cái này là đang khuyến mãi với giá là 3 triệu 490 ngàn ở Sephonet. Sephonet thì tặng cái cây chính hãng, hoặc là cái loa Bluetooth, hoặc là cái phiếu mua hàng. Rồi, bye bye mọi người. Tạm biệt mọi người nhé.